chúng ta xem một căn hộ tại nhà ở xã hội BKM Hòa Lợi, nằm trên mặt tiền đường Lê Lợi và kề bên khu công nghiệp VCH. Như các bạn thấy phía xa xa bên kia chính là khu công nghiệp VCH. Nó chỉ cách trung tâm đi bộ. Đây là căn hộ, đây là lối đi vào. Căn hộ nó nằm cách đầu góc một căn. Ta đi vào bên trong xem nhé. Đây là phòng sinh hoạt chung. Kệ bếp. Toilet. Và cầu thang. Và đây nó có cửa sổ nhìn ra khu phố thương mại đang xây dựng. Căn này thì tôi thấy đó, có một phòng sinh hoạt chung. Chỗ tôi đang đứng ở đây có thể để một bộ salon hoặc là một bộ bàn, một toilet. Toilet thì đầy đủ gạch lát tôn và xe tắm thuộc cầu. Cái này anh ơi, như vậy là dưới đất ở dưới sàn và được hai phòng chức năng, đây là tầng gác và phòng ngủ. Và phòng thờ quần áo. Phòng quần áo thì nhỏ xíu quá. Như vậy là ta thấy trong vẹn vẹn diện tích 30m² và bố trí được 4 phòng chức năng. Và phòng nào thì cũng nhỏ nhé. Đó là phòng ngủ, phòng thờ quần áo, toilet và phòng sinh hoạt chung.